Thì đây là phía sau, mình vừa đi với các bạn xong rồi ha. Các bạn cameraman, bây giờ mình sẽ mở nhạc cho các bạn nghe thử. Thì đầu tiên mình sẽ mở nhạc IDM trước các bạn, sau đó mình mở một bản nhạc nhỏ cho các bạn, và mình đi ở khoảng cách cameraman hiện tại là Vũ và cameraman mỗi người một chiếc mic. Mic này là thu giọng của Vũ và một mic kia là thu cái tiếng, ở khoảng cách của cameraman thì cho các bạn nghe được cái chất âm thực tế hai súp. Rồi con này bữa nào mình vui mình buồn mình lấy 4 con hay 5 con mình trồng cao lên cho các bạn thử xem như thế nào ha. Xin chào các bạn, thì như Vũ đã hứa là cái video lần này là Vũ sẽ cho các bạn trải nghiệm được một lần thử là thử cây Pro 32 này ghép với lại hai súp. Khi mà ở ngoài trời nó sẽ khác gì so với một súp, thì cuối video thì Vũ sẽ để lại một số đánh giá cho các bạn để các bạn theo dõi video. Còn bây giờ mình chủ yếu là mình test nhạc. Thì ở xung quanh đây là chiều, đây rất là ồn các bạn, vì đang 5 giờ chiều, rất là đông. Thì mình sẽ quay cho các bạn cùng xem và độ ồn nó và coi nó có chịu tải nào. Nhưng mà mình đang test là thấy cái súp đang dư, rất là dư. Rồi, bạn có thể quay vào đây. Và cameraman thấy quay tiếp mình nha. Thì mình sẽ chỉ các bạn một số kết nối như thế này. Thì thứ nhất là cái bộ này do là Vũ đã bán rồi, Vũ phải lót kỹ càng, đã bán rồi nên Vũ có xin phép khách là sẽ cho các bạn quay thử cho các bạn xem. Mình tính test hai trụ nhưng mà vì sợ độ ồn, thật ra một cây ở khu vực này nếu mà khi mà mình mở đây giống như một cái nhạc hội đó các bạn. Đó. Rồi cái cách đây thì mình đang đấu nói trực tiếp là cái con này là bao gồm cấp nguồn và bao gồm cấp cả tín hiệu cho con súp thứ nhất đó các bạn ha. Và cái con súp này mình sẽ link thêm một con súp nữa là con súp 2 ở phía trên, và khi mà mình đánh ở chế độ dày thì nó sẽ đánh góc phụ nó sẽ là tròn các bạn ha. Còn nếu mà một trong hai con mà mình sẽ quay đầu lại thì nó sẽ là góc độ cardioid, thì dành cho những cái band nhạc hay những cái sân khấu mà những cái ca sĩ mà đứng sau phía sau loa thì chúng ta sử dụng cardioid. Còn đây mình đang test nhạc thì mình cứ để bình thường cho các bạn xem. Còn gain tất cả ở đây là mình để 12 giờ hết ha, hai gain súp mình để 12 giờ tất cả mọi thứ. Đấy, giờ mình sẽ mở nhạc cho các bạn nghe thử. Thì đầu tiên mình sẽ mở nhạc IDM trước các bạn, sau đó mình mở một bản nhạc nhỏ cho các bạn, và mình đi ở khoảng cách cameraman hiện tại là Vũ và cameraman mỗi người một chiếc mic. Mic này là thu giọng của Vũ và một mic kia là thu cái tiếng, ở khoảng cách của cameraman thì cho các bạn nghe được cái chất âm thực tế hai súp. Rồi con này bữa nào mình vui mình buồn mình lấy 4 con hay 5 con mình trồng cao lên cho các bạn thử xem như thế nào ha. Ok, giờ mình đi qua đây, bạn có thể quay ở đây bạn. Đấy, khoảng cách ở đây 5 10 15 20 25 30. Tí nữa bạn cameraman sẽ quay các bạn là ở khoảng cách là khoảng 30 mét nha. Đấy là tối đa 30 mét, coi sẽ gửi âm thanh như nào. Rồi. Rồi bạn cameraman đi ở đây. Đúng rồi. Đây. Và đi hướng này nè, hướng này lùi ra. Hướng này. Đấy. Bạn đi lùi ra xa luôn đi. Ok. Cái khoảng cách súp này nó quýnh rất là mềm, nó không có bị rớt súp. Đấy, rồi ok, mình sẽ mở một thể loại khác cho các bạn xem. Bạn comment lại gần cái súp nha. Các bạn biết sao không, tại vì buổi chiều mà cái công suất này á nó đánh tương đối là lớn nên mình cũng hạn chế mở quá dài để ảnh hưởng mọi người xung quanh đó các bạn. Tại vì nói chung làm gì mình cũng phải nể mặt người ta xíu, hàng xóm xíu các bạn, nên mình cũng không muốn gây ảnh hưởng mọi người xung quanh nhiều. Dù là buổi chiều ở Sài Gòn rất là ồn. Bây giờ để mình mở cho các bạn một bản nghe du dương. Huy ơi, mở giùm một bản nhạc nhẹ. Anh em, tất cả anh em của Thiên Vũ cũng đang ngồi đây để rồi lùi ra xa xíu xíu cũng được các bạn, lùi xa xa tí qua đây nè, góc nè, góc trong. Pretend that I'm
I'm still sleeping until you go home. Well, I can't look at you this morning. I should probably have a sign. Say sleep right now or quicker. Don't overstage your time. Cái súp nó đánh rất là lực, và nói chung là ở cái bên nó thì nó hơi là tức ngực đó các bạn. Nhưng mà mình ở xa xa phạm trù này thì mình nghĩ là ok. Đây là sóng Bluetooth các bạn. Khoảng 20m. Đấy, 25m. Đấy, nếu mà chúng ta để nguyên như vậy thì nó sẽ rất ổn định, chúng ta chơi thời gian dài. Nhưng mà nếu mà di chuyển thì chúng ta khoảng tầm 25m quay đầu thôi. Còn nếu mà vị trí cố định thì chúng ta sẽ lên là khoảng tầm 25-30m. Đây, mình đã các bạn cho bạn. Mình đi sai thế này thì cái loa nó hơi nhỏ mọi người. Đấy, mình đi, để mình đi gần lại. Đấy. Huy ơi, cho một bản nhạc nhẹ. Đó, nghe rõ không? Rõ, cho một bản vocal đi. Tại vì điện thoại của Huy nha các bạn, nên Vũ phải nhờ Huy mở. Vậy thôi nhỏ. Ok, ok. Xa xa thôi, tại vì nếu mà đi xa quá nó hơi kiểu không thấy cái loa đâu các bạn. Do that to me one more time. Once is never enough with a man like you. Of a man like you. Cái giọng của ca sĩ rất là thật các bạn, nó rất là trong và nó có một cái âm hình rất là rõ ràng trên cái full range. Đấy. Nghe phê ha. Nghe hai súp nghe nó phê. Nó cái tiếng nó dày. Pass it by me one more time. Was just isn't enough for my heart to hear. Oh, tell it to me one more time. I can never hear enough while I got you near. À, các bạn ơi, quay ra xung quanh ở bên đối diện thì người ta rất là nhiều người dùng đèn đỏ để người ta nghe thì rất là ấn tượng. Xem xong là cái Game Pro 32, cái quy lực của nó như thế nào khi mà ở ngoài trời. Đấy, khi mà ở đây, đặc biệt là cái video này là Vũ sử dụng tới hai subwoofer lận đó. Các bạn nhìn cái hai subwoofer, bạn thấy quay mặt tiền nè, nãy mình chỉ quay mặt sau thôi đúng không?
Bạn thấy không, hai con driver rất là to. Và logo này mình có thể xoay được là hàng đứng hoặc là hàng ngang linh hoạt. Và cái cây này mình để kế bên cạnh thôi. Đó, và Bo làm được việc rất là hay là cái âm hình khi mà Bo khi để hai súp dù ở hai bên, và cái delay của và cái sự giao thoa của full và súp nó rất là hài hòa, và nó giúp cho cái full range, cái giọng âm của ca sĩ rơi vào cái những cái full range rất là đầy và rất là dày. Đó. Và nếu mà chúng ta mà có sở hữu hai cái cây á, nếu mà ở hai bên thì mình nghĩ là cái những cái cây thế này, những mà anh mà cho thuê event hay là những khách hàng có công viên mà lớn hay là những cái chương trình á, chúng ta sử dụng hai cây hai súp này ngoài trời, chúng ta sẽ đáp ứng được mười mấy đến 20 bàn dư sức nha mọi người ha. Và nếu mà ở trong hội trường mà chỉ để mà họp thoại không, hay là chỉ là để mà nói chuyện về văn bản hay là họp hành á, thì chúng ta có thể đáp ứng được khoảng là 30 bàn cho đến là năm nay là 300 khách ở trong một không gian mà ở trong phòng những cái nhà hàng hoặc những cái khách sạn, thì rất là hay, rất là lợi thế, đỡ cầu kỳ và chất âm có thương hiệu đàng hoàng nữa. Và hệ thống này nó sẽ rơi đâu đó khoảng dưới 150 triệu cho một cái combo như thế này, chỉ là loa thôi các bạn, chưa có hệ thống mixer. Đấy. Rồi. Ok, bây giờ Vũ sẽ lấy điện thoại của mình mở cho các bạn nghe một bản nhạc xịn khác để chúng ta test ha. À, bây giờ mình sẽ quay các bạn một bản nhạc nhạc mình sử dụng để cho các bạn nghe. Đây điện thoại của Vũ. Rồi bạn quay xa xa xíu. Mình quay hết video này, mình sẽ kết thúc video các bạn để tránh ảnh hưởng hàng xóm nha. Như vậy thì Vũ sẽ kết thúc cái video tại đây các bạn, như là Vũ đã cho các bạn trải nghiệm xong hệ thống này. Nếu các bạn thấy video này hay đừng quên like và share kênh, mình sẽ làm nhiều video hay cho mọi người cùng xem. Bye bye.